Thanh Thúy và anh Quyền Linh xin chào quý vị khán giả của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chào đón mẹ chồng nàng dâu hôm nay xem. Mời. Con trai bảo mẹ ơi con muốn lấy vợ. Vợ con có một đời chồng rồi mẹ. Mình cũng có cái cảm giác buồn. Mình buồn cho con trai mình. Thử là mẹ không đồng ý á. Mẹ không đồng ý đó. Mẹ nghĩ cái quá khứ của mình. Con trai chị nó con trai tăng mới lớn. Mà sao đồng ý cho lấy một cô bé đã có một đời chồng. Mà những ba đứa con. Nếu mà chồng con á, mà nó hư á, con quýnh nó cho mình. Có lần ảnh quýnh xong ảnh kể chuyện kêu mẹ ơi con vừa đặt cho một trận đó. Mẹ ơi con vừa quýnh cho mà ngồi im à. Con ạ, nếu như cảm thấy mà chồng con ở với con tốt á, bỏ đi, về đây ở với mẹ. Vô luôn, vô nào. Ai là mẹ chồng vậy? Ai là nàng dâu vậy? Mẹ chồng quá hiện đại luôn. Đây, mẹ chồng hả? Mẹ chồng, quá trẻ luôn, giống hai chị em luôn hả? Em bị sốc nặng quá anh. Thấy chưa? Nãy em nói mẹ chồng với nàng dâu là gọi là khoảng cách thế hệ đó. Đâu có khoảng cách đâu, mẹ chồng còn hiện đại hơn nữa. Mẹ chồng nàng dâu rất là vui mừng chào đón hai mẹ con đến đây để chia sẻ câu chuyện về gia đình mình. Bây giờ xin mời chị giới thiệu về mình. Xin chào tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Và xin chào Quyền Linh và xin chào Thanh Thúy. Xin đẹp và chào tất cả mọi người. Mình đến từ Kon Tum nhưng mình làm việc ở Nghệ An. Và hiện tại mình đang có mặt ngồi đây. Nghệ An mình làm công việc gì chị? Làm tóc. Làm tóc hả? Wow đẹp. Mà vô cái thấy là vô thấy hiện đại liền á. Đi vô tên gì? Dạ con là Nguyễn Thị Thanh Tâm ạ. Con năm nay 33 tuổi. Mình làm dâu mẹ mấy năm rồi? Tính tròn ngày mai là tròn 3 năm. Mình được mấy cháu rồi? Dạ con được một cháu ạ. Nhưng thực chất là con có 4 cháu rồi. Dạ sao ạ? Con nghĩa là con trong thực là 3 cháu. Là đã có một đời chồng. Và có 3 người con. Rồi hiện nay mấy người con riêng á có sống chung với? Dạ không ạ, mẹ 6 là ở với con. Con ba bé ở với bố. Còn một bé nữa. Một bé là coi như hiện nay hai bé đang ở với mình hả? Mình là làm việc ở Nghệ An là 33 năm. Sinh thành con trai cũng ở Nghệ An. Thế là một ngày đẹp trời nào đó thế là con trai bảo mẹ ơi con muốn lấy vợ. Thế mình nói bình thường. Nhưng mà vợ con là ai? Mày chưa biết. Kêu dạ vợ con làm nail ở cái cửa hàng đó. Bình thường thôi. Như vậy con nói bình thường thôi. Xong kêu nhưng mà vợ con có một đời chồng rồi mẹ. Cũng bình thường thôi. Con yêu là được. Đúng rồi. Miễn yêu là được thôi. Cái lúc mà anh con trai của chị về nói là có một đời chồng và có ba người con riêng thì cảm xúc chị còn bình thường không? Mình cũng có cái cảm giác buồn. Mình buồn cho con trai mình nói là người phụ nữ á mà thường có con rồi thì thường là yêu thương con nhiều hơn yêu thương chồng. Càng nhiều con thì cái tình cảm nó dành cho con càng nhiều thì con trai của mình nó có chút xíu tình cảm từ vợ nó thôi chứ không có nhiều nữa. Tự nhiên buồn vậy thôi à. Suy nghĩ của mẹ chồng ở đây rất là thoáng. Không mà sâu sắc nữa anh. Nếu mà gặp Thúy, Thúy chưa chắc được vậy đó. Đúng, nha. Em sẽ không nghĩ được cái khúc là khi phụ nữ có con thì sẽ thương con hơn là thương chồng. Vậy thì chị đã làm điều gì để chị đi kiểm chứng là cái người con dâu của mình có thực sự xứng đáng làm dâu của mình không? Mình nghe hỏi con trai là con ơi, người mà con chuẩn bị chọn làm vợ thì hiện tại công việc ở đâu và gia đình như thế nào? Bạn ấy làm nail mẹ, làm móng á. Thế nên nó cho mẹ cái địa chỉ để mẹ xuống mẹ làm. Anh cho địa chỉ xong mình xuống cũng không báo với con trai. Vô cái anh đây hình như là thấy mình qua hình ảnh rồi. Vô là biết ngay là bà mẹ chồng tương lai của mình rồi. Thì đấy có phần cũng hơi rụt rè. Cái nói con ơi làm cho cô cái móng. Thế nói dạ cô ngồi con làm cho. Cũng hỏi chuyện năm ba câu chuyện con làm có được không, thu nhập ra sao. Thì mình đứng lên mình chào ra về thì mình nhớ mình đưa 200k. Kêu dạ không con không lấy cô, con làm tặng cô để cô chơi Tết chứ con không lấy. Xong mình nói không, đây không phải cô trả cái tiền công cho con mà đây là cô mừng tuổi. Để mẹ vô mình ngạc nhiên vì mẹ quá sức tím. So với cái tuổi mình cũng cảm thấy mình già hơn mẹ. Sợ là mẹ không đồng ý á. Mẹ không đồng ý đó, mẹ nghĩ quá khứ của mình.
sao lại khóc, phải vui chứ. Phải vui chứ, phải vui chứ, vui 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 vui. Chúng ta không chọn nơi mình sinh ra đâu, chúng ta không chọn được số phận như mình. Thật ra bây giờ những bà mẹ chồng rất là hiện đại, hiểu được cái những cái điều đó ha. Con cảm thấy là cái xúc động của tình cảm của mẹ dành cho con. Cái hồi mà đám cưới của hai nhỏ nó cũng có một cái chút trục trặc. Những người khách mình mời thì đa số là hoan hỷ, nhưng cũng có một trong những trường hợp mà điều đó là bí mật mà con dâu đến giờ này cũng không biết. Có một hai trường hợp đó, họ đến, họ bỏ phong bì xong rồi họ không ngồi, họ ăn, họ về họ nhắn tin, họ gọi điện. Họ nói thật sự chị, chứ em đến đó trong lòng em nó nghẹn lắm. Em tức, con trai chị nó con trai tăng mới lớn mà sao đồng ý cho lấy một cô bé đã có một đời chồng mà những ba đứa con, sao chị đồng ý? Xong cái nữ bảo như này, em ơi em từ từ, em đừng có ác cảm như vậy. Sinh ra thì ai cũng có cái hoàn cảnh và có một cái vấn đề của mình. Em cứ tìm một cô gái hoàn hảo để lấy về làm dâu, thì những cô gái không hoàn hảo họ ế hết à. Mình phải có một chí khí của mình, chứ không được lung lay những bất cứ một cái mình. Đúng rồi, có những cái ở bên ngoài thôi, mà quan trọng gia đình sống với nhau đúng, yêu thương thế nào và con dâu với mình đối xử thế nào mình biết thôi. Đèn ai nấy sáng mà, từ lúc mẹ đến làm neo đó thì bao lâu hai vợ chồng mình cưới nhau? Mấy tháng đó mấy nha. Khoảng mấy tháng à, mấy tháng. Lúc về làm dâu nè, nó có khác cái lúc tới làm móng. Làm dâu với làm móng liên quan không vậy? Liên quan, lúc làm móng coi như lúc đó gần không làm dâu. Không lấy tiền rồi. Con với mẹ về thì thỉnh thoảng hai mẹ con hãy ngồi nhậu với nhau. Nhậu? Dạ, hai mẹ con mà làm xong hết việc là bắt đầu ngồi mẹ này. Ta kêu chưa mất mặt, ta kiếm chị ăn con thầy. Ta ngồi tới nhậu. Hai mẹ con lại nhậu. Ai tiễn ai lên đường trước? Con hôm thì mẹ đã tiễn con lên đường trước nè. Mẹ con với con không đến quán nữa nha. Con xin ngồi mẹ. Tại sao mình vẫn dậy đi làm sớm mà nhậu xong chứ? Mẹ hôm qua con nhậu, giờ con mệt, con nghỉ, mình nghỉ bụng mình á. Dạy rồi Hạnh ơi. Mày dạy rồi, mày cho nó uống xong, giờ nó ở nhà không có lý do gì để la hết trơn. Vậy chứ bữa sau vẫn rủ nhậu, bể không thôi, không có ai nhậu cùng. Thì em bâu em hay bị kiểu nhưng hãy mau khóc. Thỉnh thoảng mà trong tổ tiếng là bắt đầu về ngoài xong rồi mẹ như tin. Mẹ như tin, về đi con, về nhà đi chứ con không có nhà, mẹ thấy buồn lắm. Nhà hàng vắng trống, trở về đi, về tối mẹ con tao đi cờ lo. Về xong rồi khi nào mà con kiểu buồn buồn mẹ này, ta đi ăn đêm con. Mẹ đi đến đường, đi giữa đường mà mẹ chỉ làm cho con cười thôi. Bâu và cười thật nhiều vô. Không có cháu sau đấy mặt anh hay khóc. Lấy nhau xong rồi thì làm với mẹ thì lại sợ chồng mình ở với mẹ là lệ thuộc vào mẹ, trong cái đôi cánh của mẹ thì chồng không có vững chãi được, thì vợ chồng mới ôm nhau lên Đà Lạt đi lập nghiệp bán cháo lương. Xong rồi mình mới nhớ cháu quá, mình không biết làm sao, thế mình cứ chạy lên nhà thông gia để thăm bé con của con dâu, thì cũng giống mình coi giống như cháu của mình vậy. Cái bé mà con của chồng trước á hả? Đúng rồi, chị chạy lên nhà chị thăm, chạy lên nhà chị xui để thăm. Mẹ bây giờ đi lập nghiệp tạm thời, thuê nhà thuê cửa vất vả quá, chưa đưa đi con đi được, chỉ đưa em đi thôi, thì một thời gian mẹ ổn định sẽ đưa con đi. Xong có hôm đó là sinh nhật của bé con cháu nhỏ sau á, thế mình mới lên xin anh chị thông gia, nói qua con dâu, nói con ơi bây giờ mẹ chiều nay là mẹ bay vô trong đó để sinh nhật cháu nè, nhưng mà mẹ sẽ đưa Hà My đi cùng, để mẹ lên mẹ xin ông bà ngoại đưa cháu đi cùng, tại vì sao cháu nó ở xa con tội quá. Thế là lên nói anh chị xui chịu liền, anh chị xui nói dạ cháu đang nghỉ hè thôi, chị đưa cháu đi vô đó chơi. Xong vô cái mình kiếm cách, mình nói con ơi để cháu ở lại Đà Lạt đi, khó khăn bao nhiêu cũng không sao, miễn sao mẹ con ở gần nhau, để hai cháu kia ở với bố con đã nhớ cháu rồi, mà bây giờ cộng thêm Hà My mà ở xa con nữa, thì cái tình cảm của con nó luôn luôn nó có những cái gì đó, nó trắc trở trong lòng, thì thôi để mẹ đưa cháu vô sống với con, mẹ hỗ trợ được cái gì mẹ sẽ hỗ trợ về mặt kinh tế. Thế là mình đưa bé Hà My vô Đà Lạt ở luôn với con trai với con dâu. Hay quá. Chính mẹ chồng là cái người sẽ gắn kết lại những cái đứa con riêng của em với lại em và cả chồng nữa, thật là tuyệt vời luôn á. Còn nói về chồng của em á, thì chồng em đã cư xử như thế nào với những đứa con riêng của em? Chồng rất là thương. Thương con trước của em lắm hả? Thương lắm. Thương chứ. Wow, thương thật lắm. Ra mình khỏi cần ấy mình cũng biết rồi, bởi vì một người đàn ông trai tân
đi lấy một cô gái mà đã có vợ chồng mà ba đứa con riêng thì phải yêu cái người đó lắm. Chính vì yêu thương vợ và chắc chắn vì thế nên yêu thương cả con của vợ luôn. Lúc mà có bầu á thì mẹ chồng và chồng đã chăm sóc như thế nào ạ? Mẹ chồng không cho làm gì hết, thật ngay nấu chào cái chẹp á, ăn vô đi, ăn cho sáu con hân vừa khỏe mà mũi hân đỏ, con đẹp gái. Quần áo các thứ mẹ cũng mẹ giặt hết. Mẹ chồng giặt quần áo cho con dâu luôn á hả? Wow. Mẹ chồng giặt con chồng đưa lên tân phối. Mẹ thì kỹ tính hơn. Mẹ bao giờ cũng giặt bằng tay để ngâm xà phòng khoảng 30 phút mới vô máy. Đến như vậy là con dâu giặt. Để đó. Là vì sao? Không có yên tâm. Mẹ chồng có khó tính với con dâu không? Chắc không ạ. Mẹ hay nói con tình có là hay xì mặt. Có lần cũng có xung đột. Đó phải không đâu. Dạ, đó là gì chị? Ảnh cãi nhau với chồng mà ảnh bỏ anh về nhà, ảnh không nói với mẹ. Làm mẹ ngủ dậy, mẹ là có cái tội dậy sớm tập thể dục. Xuống đây mà, xe máy đâu ta? Con nhỏ đi đâu cả đêm ta? Nghĩ con bụng á. Xong mới thấy tin nhắn. Mẹ ơi, con đau đầu quá, con về bên bố mẹ con ở vài ngày. Xong mình không nhắn gì cả, mình nói con ơi, nếu mà ở với mẹ đau đầu thì con xếp thêm vài bộ đồ con về bên đó con ở lâu lâu. Một lúc thấy anh chạy về rồi. chửi thẳng đi. Có tay luôn á. Nếu con giận với chồng con á, con có thể qua bên phòng mẹ con ngủ. Mẹ luôn luôn đón chào con. Chứ đừng có bỏ về nhà bố mẹ vô tình để bố mẹ con hoang mang. Hơn nữa là con đã một lần tan vỡ. Bây giờ thấy về nửa đêm và chắc chắn trong bố mẹ con sẽ có một cái nỗi ám ảnh rất lớn. Đúng rồi. Đó, chính vì vậy con tuyệt đối không được về kiểu đó. Vui vẻ thì hai đứa cùng về, mà cãi nhau con qua phòng mẹ con ngủ. Quay về gặp mẹ chồng mình có nói gì không? Không, con bình thường. Cười xong đi thôi nha. Có gì đó hả? Mẹ chồng sống xã hội lắm, thật ra không cần nói nhiều, nói ít lắm. Mình nói con ơi, nếu mà chồng con á mà nó hư á, con quýnh nó cho mày. Rồi quýnh lại thì sao? Không, tuyệt đối không bao giờ, thằng đó không dám quýnh vợ. Mình biết tính nó. Có lần ảnh quýnh xong ảnh kể chuyện chứ mẹ ơi, con vừa đặt cho một trận đó. Chị xuống xong cái chuyện đi. Làm thiệt hả? Làm thiệt mà. Có lần gọi điện nói mẹ ơi, con vừa quýnh cho mà ngồi im à. Mẹ con tình hay nhắc đến xin xỏ dưa và mình hay nói con ạ, nếu như cảm thấy mà trong con ở với con tốt á, bỏ đi nó đó, hết kêu nhỏ này đánh thằng kia, nó kêu nhỏ này bỏ con. Cảm thấy mà ở với con tốt thì con cứ bỏ cho mẹ về đây ở với mẹ, hai mẹ con ở. Hôm nay mẹ chồng hơi bị thú vị đấy nha. Dạ. À, yêu thương con dâu nè, đứng bên được con dâu nè. Dạ. Thậm chí là sai xúi con dâu đánh chồng luôn nè. Dạ. Bỏ chồng, yêu thương con của con dâu, con riêng con dâu. À, điều này là thật ra cũng hiếm hoi lắm á con. Yeah. Có bao giờ mẹ con làm con buồn rồi chút gì đó không? Buồn thì đó là cũng không buồn, nhưng mà con biết cho mẹ tính, mẹ hay nói cho mẹ nói, mẹ nói thoải mái, con cứ im. Đúng không? Đâu, im nhưng mà không phải im bình thường. À. Im vậy nè. Vậy đó, còn tức thêm nữa đó. Không, im vậy đó. Mình có thể cương với bất cứ ai, nhưng trong gia đình mình không muốn cương. Có đôi khi chính mình là người làm lành với con dâu. Mình là người master con ơi, A, B, C, D, D, thôi vậy đi nha con, mẹ nóng tính chứ không có gì đâu. Rồi em xin lỗi chị nha chị. Nhìn chị như thế này mà, quý vị khán giả hãy nhìn đi. Có nghĩ rằng là chị mẹ chồng này nhịn con dâu không? Bởi người ta có một cái câu, đừng bao giờ nhìn đánh giá một con người quá vẻ bề ngoài. Nhưng có một lần duy nhất là ảnh biết lỗi là ảnh đi xin lỗi mẹ nha. Xin lỗi kiểu vậy nè, uống rượu say say rồi mới dám xin lỗi. Bữa đó mình giận 3 ngày không hỏi tới tên luôn. Lần này là mình không sai nha. Lần này là anh sai. Anh uống tưng tưng. Mẹ gì đó? Mẹ có ở nhà không? Có sao? Trời đất, con lên. Mình nói, rồi con đang kiếm chuyện với mình rồi. Không phải kiếm chuyện cãi nhau đâu. Mình biết cái giọng là cái giọng xuống nước rồi. Xong bắt đầu lên, mình đang ngủ, anh phi vô, anh đè mình, anh bóp vú, anh làm tính thôi. Cái kiểu mình nói trời ơi, tôi nhột muốn chết, thôi mọi thứ bỏ qua, không bắt lỗi nữa, thôi được rồi, đi về đi, để mẹ ngủ. Anh lên, em áp dụng với chồng em, hai đứa gây lộn, em sẽ về uống thịt xoay. Ông Thịnh ra đây, bóp vú. Có lần tức lắm nha, tức lắm luôn. Cái kiểu gọi điện không nghe máy á, cái cuộc gọi nhớ của mẹ cũng không chịu gọi lại á. Có nhiều lúc tức quá nói, con ơi, con sinh ra cái điện thoại mà văn hóa dùng điện thoại đó, là thấy cuộc gọi nhỡ con phải gọi lại.
đôi khi con phải hỏi mẹ ơi mẹ cần con chuyện gì không, cái quan lý do sao em không gọi. Em nghĩ là thì để tí nào gọi nhưng mà xong là lên đó thôi, qua hôm sau mình á con ơi con có thấy cuộc gọi của mẹ không? Nó già có nhưng mà là cháu chơi điện tử cầm máy con quên gọi lại rồi. Trời ơi nó tức. Ủa mẹ có vấn đề gì quan trọng hay sao? Vậy, nhưng mà khắc phục được rồi. Khắc phục rồi, một lần đó mình làm cũng làm mình làm mấy rồi. Mình là không có thể làm gì được rồi. Dạ. Anh cũng vợ nhắn gọi anh không trả lời hả anh? Quay từ sáng đến chiều trả lời. Ủa lát nữa bộ anh không được nghỉ chút xíu nghỉ để mà. Hả? Con dâu mình lên nó để kéo dài từ hôm nay qua ngày hôm sau. Chứ còn trong ngày mình gọi lại nó vấn đề. Đúng rồi. Kim về khuya quá giờ ngủ rồi. Ở trong gọi. Lúc mà anh quay cái chương trình này thì anh có những cái khoảng thời gian là nghỉ uống nước. Thì uống nước thôi mà. Là anh có thể check điện thoại, anh coi TikTok không hà. Chứ anh không có coi coi là vợ gọi như thế nào. Đâu có đâu, sợ coi không coi TikTok mình lên coi kia. Đúng rồi. Rồi chưa hết là cái đoạn đường mà từ đây đi về nhà anh á, là anh có tài xế riêng chở anh. Rồi lúc đó ngồi trên xe rảnh anh coi lại phải. Bà xã của mình Linh nó về là phải trị vụ này nhé. Đi về tới nhà rồi hỏi luôn. Xịt rửa mũi xoang Nam Dược, xịt sạch thông mũi, ngăn ngừa và giảm viêm mũi xoang. Không, thật ra là đây là cặp vợ chồng nàng dâu rất là hợp với nhau. Mình có thấy rằng là mình hạnh phúc khi mà vào đúng cái ngôi nhà, gặp đúng cái con người này là mẹ chồng mình không? Có ạ. Có đúng không? Dạ, không phải là bên chồng với mẹ chồng mà phải là bên gia đình nhà mẹ. Từ các gì các câu thương yêu tốt lắm. Cô con dâu là rất cũng đã từng bị tổn thương, nên là rất là nhiều cái cảm xúc. Khi mà nhắc điều gì là hay mũi lòng hay khóc ha. Mẹ chồng có làm gì để động viên con dâu mình nó cứng cáp như mình không? Nhiều lúc mình nghĩ vậy này, mình nói với con dâu vậy này, con ơi mẹ hiểu. Cái vấn đề cũng chỉ là con cái thôi. Mẹ hiểu. Một người mẹ mà xa con thì nó rất buồn. Nhưng cũng thường xuyên dặn con trai nói, con không phải thương yêu mỗi vợ con và con của con đâu, phải thương yêu luôn cả mấy con của vợ con nữa. Mà đôi khi con về nhà, có khi con không bồng Quế Chi trước thì con của con nó không tủi, nhưng con không bồng Hà My trước thì Hà My sẽ tủi, vì nó sẽ có một cái vấn đề hay suy nghĩ quá. Thành ra khi về nhà, người đầu tiên con ôm con bồng phải là bé Hà My. Sau đó con ôm Quế Chi không sao, hoặc là con mua cái bánh cái kẹo gì con phải chia đều ra, chứ con đừng có đưa mỗi con của con mà vô hình dung một cái đứa trẻ ghi trong đầu nó một cái tiềm thức là ở mình không phải là con của ông đó nên ông nó không thương. Cái trái tim con phải rộng hơn thế nữa con mới làm được. Con phải open cái trái tim con ra, con phải rộng hơn thế nữa để con làm được những điều như vậy. Mà dần dần thì những cái vấn đề đó nó cũng đi vào một cái quy củ tình cảm gia đình như mong muốn, cũng không có cái gì gọi là đã đến quá trắc trở. Hay quá chị ơi. Tâm lý dễ sợ không? Không phải là con của con dâu không đâu, mà nhà con dâu là có anh trai, có hai cháu cũng ở đó nữa. Thành ra mỗi khi mình lên nhà thông gia thăm là thành bốn cháu. Đó. Mỗi khi mình muốn mua cái gì mà nó trong túi có 100 ngàn mà mua 4 cái đùi gà là mua làm sao ta? Phải nghĩ chứ, phải xoay chứ. Nhưng mà không thể mua 2, không thể mua 1, mà không thể mua 3. À, mua ít nhất cũng phải 4 cái. Cảm xúc của mẹ khi mình đón nhận con dâu này, tình cảm mình dành như thế nào, và đến bây giờ và mãi mãi về sau như thế nào với con dâu của mình? Muốn cảm ơn con dâu một điều rằng là con đã huấn luyện cái thằng con trai của mẹ mà những điều mẹ chưa làm được. Đó là cái tính gia trưởng của ổng. Trời ơi, ổng gia trưởng. Chưa tới giờ cơm phải ổng vô bếp đi ăn. Chưa tới giờ cơm vô pha mì tôm đi, chứ không phải sống như mẹ. Ở với mẹ chưa tới bữa ăn cơm là ổng bắt đầu mặt nặng mày nhẹ rồi. Là phải cơm lên mâm, lên đội, lên bát, lên đúng giờ, đúng bữa lắm. Mà canh là phải có đồ xào, là phải có bát canh. Chứ bây giờ là vô bếp. Cưng quá rồi. Có nhiều hôm vợ không kịp rửa bát thì chồng rửa, là điều đó là điều ok. Có nhiều hôm ăn cơm xong hai người phụ nữ ngồi với nhau, mình nói con trai nó, ê biết chưa, sao mẹ để đó không cần phải nhát, bưng mâm đi rửa. Nhờ lúc có vợ đúng không? Vợ không phải là người đã sinh ra ta, nhưng là người đã nuôi nấng và dạy dỗ ta nên người. Đúng rồi. Anh thường xuyên nói câu này với Đức Thịnh đúng không? Em không bao giờ nói với anh Thịnh nữa đó. Em nói trên TV cho em chỉ nghe. Nói trên TV thôi. Rồi bây giờ con dâu nói thế nào. Thời gian mà hiện tại thì là ngày mai đúng chính đã là được 3 năm. Con chưa muốn nói với mẹ cả. Cảm ơn mẹ. Mấy đứa, mấy đứa. Không phải khó. Cảm ơn mẹ thương con. Không phải khó, không phải khó. Cứ sống cho tốt, cho hạnh phúc là được nha con. Không sao.
chưa khi chưa khi mua nó có nói lời cảm ơn với mẹ cả. Sướng làm gì, cái đó là trách nhiệm của một người mẹ sống với con cái. Còn lời cảm ơn thì nó sáo rỗng thôi, thì con chỉ sống sao cho nó gọi là đừng có để cái phụ lòng mẹ, cái những gì mẹ muốn dành cho các con là được. Ok, thôi bây giờ xóa tan cái giây phút và quá là xúc động này, tôi sắp sửa khóc theo rồi. Xin mời mọi người cùng xem clip bất ngờ nha. Tôi là Phạm Thị, mẹ của cháu Trâm. Tôi năm nay 65 tuổi. Thì trong thời gian hai cháu yêu nhau đó thì cháu về có tâm sự với tôi. Không nhận lỗ là vì gì, hẳn là cũng chỉ đứt rảnh giữa đường một lần thôi. Thì dư mà một lần nữa cũng tội. Cái thân phận con tân ba con gái cũng khổ. Nhưng mà sau thì thấy chị Suối đến đấy thì thấy chị cùng hoa đông mà tỉnh vui vẻ thì chị trẻ chúng lại. Chị cùng nói là ơi chị Suối đừng có lo, chị là cũng phụ nữ với nhau, chị thông cảm. Em sẽ coi cấm cho con gái em. Bà cũng cảm thấy là xúc động. Ý hãy đau hay ổn lắm. Rồi là thấy chị để là bắt đầu là chị chạy đó. Quay tóc tóc với nhảy chị bắt dừng chân. Chị đi ra đây nhảy với em nhảy rồi bắt đầu nhảy rồi nó không phải thêm nhạc để mới nhảy. Thì dư luôn tiền đấy. Tôi cũng xin cảm ơn chị Suối rất nhiều. Mà chưa có khi mô để mà nói đó một lời cảm ơn chị Suối. Chị biết cảm ơn trời đất để Suối khiến là con gái mình là đến với gia đình chị Suối. Và chúc chị là vượt qua là coi như là chị đang bị ung thư nhưng vẫn khỏi như vậy. Là coi như chúc chị là khỏe mạnh để rồi là sống lâu với là con với cháu. Rất cảm ơn chị Suối. Dễ thương quá. Trời ơi bất ngờ sao mà bất ngờ dữ vậy nè, đáng lẽ trời ơi sao mình cứng rắn vậy ta, đáng lẽ mình phải khóc chứ ta. Bất ngờ quá. Chưa bao giờ thấy có một gì mà xui nào mà xịt tim như mà xui này. Cái xịt tim này nó đem đến rất nhiều cái niềm vui và nó gỡ bỏ tất cả những cái muộn phiền. Nhiều lúc mình nghĩ vậy nè, mình lên nhà chị Xui chơi, mình rủ chị Xui quay TikTok không phải là mình mục đích kiếm view kiếm like, nhưng trong thâm tâm mình là muốn cho chị Xui hòa đồng với cái kiểu vui vẻ đó, để cho chị Xui có thể giảm được những cái bệnh tật vì chị hay bệnh. Và bây giờ thì Thanh Thúy xin mời quý vị khán giả hãy theo dõi nhân vật bất ngờ xuất hiện này là ai. Xin chào. Xin chào. Còn ai nữa không? Dạ. Hết rồi hả? Mời con vô đây. Quá quen nhau à? Mình quen nhau à? Có quen nhau không? Con chào bà ông. Chào ông. Chào con. Chào cô. Chào con. Nói tiếng Nghệ An rặt luôn hả? Dạ. Bây giờ con thấy cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu rất là tốt đẹp luôn đó. Dạ. Mình có lời nào cảm ơn mẹ hay nhắn nhủ vợ mình phải như thế nào với mẹ không? Con chỉ mong là hai người phụ nữ con thương yêu sống hòa thuận, thương yêu nhau và luôn luôn vui vẻ hạnh phúc. Chị bật mí nha. Em có biết là mẹ em Suối vợ em đánh em không? Sao? Tại sao anh thử? Ôi, em đã góp phần làm cho gia đình lục đục ư? Là có nghĩa là có những lần mà vợ anh em đánh em là do mẹ em Suối đó. Bây giờ mới biết mà. Nói gì với bà nội với con? Yêu bà nội không? Con chào à. Con chào bà nội. Dạ, con chào bà nội của con nè. Con nói à, con chào bà nội ở Thái Bình. Con nói đi. Con chúc bà luôn khỏe. Con đang ngồi với bà nội Hạnh. Con nói ở đây là bà nội nghe đó. Con nói đi. Bà nội con ở Thái Bình với hai chị. Với bố. Nếu muốn biết bà nội Hạnh là biết chắc chắn rằng bà nội Hạnh yêu lắm luôn á. Hôm nay gia đình chúng ta sum họp tại thành phố Hồ Chí Minh này cũng là một cái kỷ niệm rất đáng nhớ ha. Cả nhà hãy cùng yêu thương nhau. Đó, rồi chào con gái nha. Rồi bây giờ chương trình có một chút quà, đó là nước cốt súp heo để nấu cho các con, đảm bảo cho các con cầm đi. Rồi đây là sản phẩm của công ty Quốc Việt Food. Sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không có chất bảo quản. Còn đây là son của thương hiệu Yurika, có 5 màu son cá tính. Cá tính thì hai mẹ con tự chia nhau nha. Cháu nội đánh son, không biết đánh son không? Trời ơi,
xinh lắm rồi nha. Con có xinh một cây không? Con xinh một không. Rồi, nữa cảm ơn gia đình đã tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn Quyền Linh và Thanh Thúy, xin cảm ơn tất cả ekip. Hôm nay rất hoàn hảo để cho mẹ con có thể tâm sự lại những cái nỗi niềm mà để cho các bạn trẻ bây giờ có thể hiểu được một điều rằng là cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Ta hãy tự tin trong cuộc sống và ta làm những gì tốt đẹp nhất và ta cứ cho đi thì ta sẽ nhận lại được. Cảm ơn Quốc Việt Phúc và Son Yulika đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã xem chương trình và xin hãy theo dõi chúng tôi vào lúc 17h40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và 18h cùng ngày trên kênh YouTube MCV Media và ứng dụng Netlove. Quyền Linh, Thanh Thúy, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.